Lộc Nguyễn hân hoan chào mừng tất cả quý anh chị trở lại với kênh Nhà đất Lộc Nguyễn. Hôm nay Lộc Nguyễn có tin vui cho tất cả quý anh chị ha. Hôm nay là một cái căn nhà với một cái phân khúc cực kỳ rẻ luôn, dành cho những quý anh chị, cô chú, công nhân, những quý anh chị có thu nhập thấp, mơ ước có một căn nhà cho gia đình mình để làm một cái nơi quay về sau những ngày làm việc, lao động mệt mỏi. Chúng ta có một cái nơi quay về thì rất là tuyệt vời, phải không quý anh chị? Căn nhà này á, nó chỉ cách cái đường quốc lộ 50 quý anh chị. Quý anh chị thấy là chỉ tầm khoảng 30 mét thôi, đi ra rất là gần luôn. Chúng ta đi vào cái dãy nhà mà hôm nay Lộc Nguyễn giới thiệu cho quý anh chị, chỉ tầm khoảng có 80 mét nào quý anh chị. Đường chúng ta là đường xe hơi đi thoải mái luôn. Đó, với một cái phân khúc giá mà Lộc Nguyễn sẽ báo đầu video cho quý anh chị luôn. Những quý anh chị nào đủ tài chính thì hãy ngừng lại vài giây để tham quan cái dãy nhà này nha quý anh chị. Và căn nhà của chúng ta có một cái mức giá đủ cho quý anh chị là 430 triệu. Với một cái diện tích á 3,5 m, sâu vào là 6 m. Vị trí thì đường chúng ta đi rất là thoải mái và thông thoáng luôn nào quý anh chị. Đường chúng ta là xe tải đi đến nơi luôn. Và cái dãy nhà này chủ đầu tư bên Lộc Nguyễn vừa hoàn thiện xong đó quý anh chị. Thì hiện tại đã bán được 3 4 căn rồi. Đó, căn gốc này là đã bán rồi nha quý anh chị. Và quý anh chị thấy cái đoạn đường này nè, đi vào bên trong dãy nhà là đường xe hơi nha. Hiện tại là đường chúng ta là đường 3 m. Đó, xe hơi có thể là di chuyển vào trong nhà luôn. Thì nhà chúng ta là nằm trong một cái khu dân cư rất là đông đúc và sầm uất rồi. Đó, về đây thì chúng ta chọn để làm một cái nơi an cư, lập nghiệp thì khá là hợp lý. Vị trí căn nhà là cách quốc lộ 50 80 m ha. Và đi lên bến xe buýt quận 8 theo trục đường quốc lộ 50 á, tầm khoảng 14 km, thì đâu đó khoảng 35 đến 40 phút ha quý anh chị. Rất là gần cho chúng ta chọn cái vị trí này để làm một cái nơi an cư, lập nghiệp. Chỉ có giá đủ đó nha, chỉ có 430 triệu thôi là quý anh chị đã sở hữu được căn nhà với diện tích là ngang là 3,5 m, sâu vào là 6 m. Đó, thì đầu tiên Lộc Nguyễn sẽ cho quý anh chị tham quan một cái căn nhà vừa hoàn thiện xong luôn nha quý anh chị. Đó, thì quý anh chị nhìn mặt diện nè, khá là đẹp ha. Và sàn nhà của chúng ta là nó sẽ cao hơn so với mặt đường không quý anh chị, và hệ thống cống rãnh đã có rõ ràng rồi. Nhà chúng ta là xài là điện là của nhà nước, nước là nước Hà Lan, là nước máy, là nước sạch, nên quý anh chị an tâm mà sử dụng ha. Thì phía mặt diện nào quý anh chị thấy tường đã được ốp gạch lên tầm khoảng 1,4 m cho quý anh chị ha. Có một cái ô cửa sổ cũng như là một cái ô cửa chính. Mỗi nhà chúng ta thì có mỗi cái đồng hồ điện phía trên hết rồi. Thì mình xài điện bao nhiêu thì mình đóng bao nhiêu thôi quý anh chị. Rồi, khi mà quý anh chị bước vào bên trong nhà thì sẽ qua thêm một cái lớp cửa 4 cánh nữa. Cửa này là làm bằng cửa sắt hộp với cái tông màu xám nè. Đó, mới tinh luôn nha. Nhà chúng ta thì còn mùi sơn thoang thoảng luôn nha quý anh chị. Rất là thông thoáng. Nhà thì rất là đẹp. Tường ốp gạch lên khá là cao nè, rất là sạch sẽ. Thì cái khu vực này á quý anh chị, mình ở một gia đình đó, có hai vợ chồng, hai đứa con á, hai vợ chồng mới cưới, mới ra riêng á, thì khá là hợp lý ha. Thay vì quý anh chị thuê nhà tầm khoảng 3 đến 4 triệu một tháng thì chúng ta dành dụm một số tiền. Chỉ có 430 triệu thôi là quý anh chị đã sở hữu được căn nhà cho riêng gia đình mình. Thì chúng ta không có cần mỗi tháng là phải trả 3 4 triệu ha. Nhà mình thì về chúng ta ở, chúng ta chăm chút hơn thì ở nó sẽ ok hơn, mình không có lo về mỗi tháng phải đóng tiền nhà nữa ha. Rồi bên đây nè quý anh chị thấy không ạ? Có ống nước vào và ống nước ra, rồi phía trên có ổ cắm điện. Thì với vị trí này chúng ta để máy giặt ở đây ha. Trên trần nè, thấy rất là sáng và đẹp luôn. Hệ thống đèn led trần là trần thạch cao ha, rất là nhiều hệ thống đèn led để cung cấp ánh sáng. Còn khu vực bếp của chúng ta nè, với tủ bếp trên và tủ bếp dưới ha. Ở đây cái chất liệu người ta xài á, chủ đầu tư xài á là chất liệu là bằng nhôm ha quý anh chị, nên quý anh chị yên tâm là sẽ không có bị mối mọt nha. Đó, nước ở đây rất là mạnh luôn. Nước chúng ta xài là nước máy của Hà Lan, nên quý chị an tâm sử dụng cái nguồn nước ở đây. Nói chung là chủ đầu tư này làm việc rất là có tâm, thì xài tường ốp gạch khá là cao nè. Chúng ta nấu nướng ở đây nó không bị văng dầu mỡ lên. Thì với cái tài chính như vậy mà một cái căn nhà mà có một trệt một lửng phù hợp cho bốn thành viên chúng ta ở, thì với mức 430 triệu thôi thì khá là hợp lý nha quý anh chị. Và mức giá này cực kỳ rẻ so với những căn nhà xung quanh nha. Rồi, quý anh chị đi vào bên trong khu vực phòng vệ sinh nè, có một cái ô để cho quý anh chị lấy gió lấy sáng ha. Tường ốp gạch lên tầm 2 mét cho quý anh chị luôn. Rồi có những cái thiết bị cơ bản như là bồn cầu, vòi sen, rồi lavabo nữa quý anh chị. Sàn ở dưới chúng ta ốp á, là sàn gạch chống trơn trượt cho quý anh chị ha.
Nói chung căn nhà này Lộc thấy rất là tuyệt vời luôn quý anh chị ơi, với một phân khúc cực kỳ rẻ. Lộc Nguyễn rất là vui khi đi quay những cái dãy nhà này cho quý anh chị, vì trong suốt thời gian vừa qua có rất là nhiều quý khách hàng kiếm nhà giá rẻ nhưng mà lâu lâu mới có một dãy chủ đầu tư xây lên đó quý anh chị, thì quý anh chị hãy tận dụng cái cơ hội này để chúng ta xuống sớm để lựa chọn được cái vị trí tốt ha. Thì Lộc Nguyễn còn một cái căn cuối á, căn cuối thường thường là một cái dãy nhà này xây 8 căn quý anh chị, thì thường thường là chủ khách hàng á sẽ chọn cái vị trí gốc là cái vị trí nhà đầu tiên, thì cái căn số 1 đã bán rồi quý anh chị, rồi cái căn cuối là hiện tại còn nè, thì quý anh chị hãy tận dụng cái thời điểm này để chúng ta xuống tham quan và sớm sở hữu cho mình một cái căn nhà tuyệt vời như thế này ha quý anh chị. Tiếp theo thì Lộc Nguyễn mời quý anh chị đi lên cái tầng lửng để tham quan các căn cái khu vực phòng ngủ ở phía trên nha. Đây nè, khu vực của cầu thang đi lên đó quý anh chị, nó làm bằng chất liệu là sắt sắt hộp với cái tông màu xám nè, đó mới tinh luôn nha quý anh chị. Rồi đi lên trên khu vực tầng lửng của chúng ta, các bậc cầu thang nó cũng rất là dễ đi nha. Wow, rất là rộng luôn quý anh chị ơi, một cái khoảng không gian suốt đó quý anh chị, nên cảm giác nó rất là rộng nha quý anh chị. Đó, sàn ở phía dưới á, chúng ta là bút giả ha, nhưng mà rất là kiên cố luôn. Thì khu vực này á, Lộc thấy là đã ốp gạch bóng kính với cái tông màu trắng nè, nên cảm giác nó rất là sập. Rồi cái trần ở trên cũng khá là cao quý anh chị, nó cao tầm khoảng 2 mét á. Rồi khu vực này là khu vực trần vượt cấp nè, rồi có những cái hệ thống đèn led, rất là nhiều đèn led để cho chúng ta lấy gì ạ, lấy sáng không quý anh chị. Rồi bên tay phải thì có những ổ cắm điện như thế này, cũng như là có một cái đèn ngủ cho quý anh chị bật vào buổi tối ha. Và đặc biệt là Nguyễn rất là thích cái khoảng không gian mở này là quý anh chị, những cái đồng tiền nè đó để cho chúng ta lấy gió lấy sáng ha, làm cho cái căn phòng phía trên lầu á nó thông thoáng và mát mẻ hơn. Bên tay trái tay phải thì cũng có rất là nhiều ổ cắm điện để cho quý vị tha hồ sử dụng những cái thiết bị điện như là sạc điện thoại, hoặc là chúng ta có mà nấu ăn á, nấu lẩu rồi chúng ta cũng có thể là cắm những cái thiết bị điện được ha. Đó, bên tay phải cũng có những cái công tắc nè. Rồi một cái ô cửa sổ để cho quý anh chị lấy gió và lấy sáng ha, rất là thông thoáng và mát mẻ luôn quý anh chị. Quý anh chị nhìn được cái xung quanh khu dân cư chúng ta nè, nhà cửa san sát nhau hết rồi. Đặc biệt là nhà chúng ta có đến 7 khu công nghiệp luôn, nên những quý anh chị nào làm công nhân ở gần cái vị trí cái nhà này á, thì quý anh chị cũng có thể sở hữu cho gia đình mình, rất là tuyệt vời nha quý anh chị. Đó, rất là thông thoáng. Rồi quý anh chị hãy cùng với Lộc Nguyễn đi xuống khu vực tầng trệt, Lộc Nguyễn sẽ thống kê chi tiết lại một lần nữa cho quý anh chị nắm thông tin, và Lộc Nguyễn sẽ báo cái giá chính xác cho quý anh chị là bao nhiêu nha. Anh chị ơi, vừa rồi thì Lộc Nguyễn đã review cái căn đầu tiên và cái căn thứ hai cho quý anh chị ha. Và hiện tại Lộc Nguyễn đang đứng ở căn cuối. Căn cuối thì diện tích nó sẽ rộng hơn nha quý anh chị, với cái bề ngang của nó là 4 mét, sâu vào á là 6 mét ha, thì nó rộng hơn một chút xíu. Thì ở đây á, tủ bếp nó cũng thiết kế khác nữa nè. Đó, trên đây thì là đá granite với cái tông màu trắng, nhìn là rất là đẹp. Thì trên khu vực tầng lửng nó cũng là một cái khoảng không gian rất là rộng. Và đặc biệt á, cái toilet là nó nằm ở cái khoảng không gian này nha, nó rộng hơn cái toilet ở bên căn số 2. Nói chung là căn cuối nó rộng hơn nha quý anh chị. Đó, thì Lộc Nguyễn sẽ thống kê chi tiết lại căn nhà này, cái dãy nhà này cho quý anh chị ha. Cái dãy nhà nhà này cái vị trí là nằm ngay khu vực của trung tâm của thị trấn, nó chỉ cách quốc lộ 50 á, chỉ có 80 mét thôi, nằm trong một khu dân cư rất là đông đúc. Thì cái mé bên tay phải Lộc nè cũng là một cái dãy nhà mà hôm trước Ngọc Nguyễn đã review rồi, với cái diện tích ngang 4, sâu vào là 7, một trệt một lầu, hai phòng ngủ, hai phòng vệ sinh. Thì mé bên tay phải là cái giá là 580, và bên tay trái là chủ đầu tư mới hoàn thiện xong một dãy nhà với 10 căn nha quý anh chị. Và căn cuối nó sẽ rộng hơn so với những cái căn đầu tiên. Thì quý anh chị nào mà đi sớm thì chúng ta sẽ lựa được cái vị trí chúng ta thích ha quý anh chị. Và cái giá đồng giá hết luôn nha quý anh chị là cái giá 430 triệu. Và quý anh chị ơi, hiện tại đó bên tay trái Lộc có một cái chủ nhân của một căn nhà đã vừa về
đây để sinh sống rồi, thì chúng ta sẽ hỏi ý kiến của chị Đặng. Chị Đặng ở đây sẽ như thế nào ha? Chúng ta tham khảo ý kiến của chị Đặng chút xíu nha quý anh chị. Dạ, em chào chị. Cho em nhờ chị chút xíu. Dạ. Dạ em chào chị Đặng. Dạ, Chào. thì mình về đây bao lâu rồi chị? Về đây cả nay 10 ngày quá. 10 ngày. Dạ, là nhà mình vừa hoàn thiện xong là chị về ở luôn. Dạ. Chưa mua rồi, chưa cắt xong là chị đã mua trước rồi. À, thì chị thấy khu vực này mình ở như thế nào chị? Này ở yên tâm lắm, đàng hoàng, không có gì hết, cống Dạ. rồi không có nghẹt, không có gì hết, đường xe hơi vô tới chỗ gần. Dạ. Có mua thì tới đây dễ mua, dễ xài đó. Ở đây là chị về á, chị thay đổi là kính nhôm Sifa, kính cường lực luôn nào quý anh chị. Nói chung là Sửa mình về sang lại sớm hết. á thì mình sẽ thay đổi được Lại là theo vô cái ý sang cắt của mình. á, là chị đã bỏ tiền ra thêm cắt sửa sang lại nó mới được vậy, thêm tiền nữa. Dạ. Đó cái Thì ai muốn thì giờ muốn làm vậy thì đổi lại thêm nhiều tiền chút, thêm chút đỉnh nhà mình nó đẹp theo ý muốn của mình. Bây giờ chị thấy cửa rồi nó cũng làm đẹp rồi, về về ở là được rồi, an tâm rồi. Chị cũng mua ở đây đi tùm lum mới kiếm được đây, nó với đây đây là đất thổ cư đàng hoàng, chính Dạ. chủ rồi ta bán cũng yên tâm chứ, tờ chỗ vàng. Đó cho em nhìn sơ chút xíu về cái phần nội thất của chị ha. Mấy này tùm Đó. lum mà để chị Thì quý anh chị cũng có thể là về chúng ta đặt nội thất theo giống nhà của chị Đặng ha. Phía bên phải là hồi nãy Lộc cũng đã review căn số 2 rồi. Thì quý anh chị đã để máy giặt ở bên đây. Còn bên tay trái nè, khu vực bếp nè quý anh chị. Rồi phía trên thì để những cái dàn này để chúng ta để nó bảo hiểm nè. Rồi phía trên chị thiết kế Lộc thấy cũng rất là đẹp á. Dạ thì hồi xưa mình mua cái nhà này giá bao nhiêu chị? 4,3. Dạ. Chị Rồi sửa lặt vặt thêm nữa, chị làm da với mái che rồi nữa, dạ. cái cũng cũng 10 triệu, 18 Dạ. triệu Đó là điện nước ở đây là mình xài là điện nước nhà nước hay sao ạ? gì đó. Điện thì điện nước, nước thì nước Hà Lan, điện thì điện vô đồng hồ, mai mốt mình vô duyên thì mình muốn xài duyên thì mình vô cỡ 7 triệu hoặc 10 triệu mỗi người một cái, còn về xài chung. Giờ đang vô cho vô mà, nó là vô làm cho mình luôn mà, mỗi người cái đồng hồ. Thì quý anh chị ơi, cái dãy này Lộc thấy giá rất là hợp lý. Với những quý anh chị công nhân thu nhập thấp hoặc là những cặp vợ chồng son mới vừa cưới á, thì chúng ta cũng có thể về đây ở hai vợ chồng hai đứa con thì cũng khá là hợp lý. Đường xá cũng rộng rãi. Dạ thì em cảm ơn chị Đặng nha. Rồi chúc chị sở hữu nhà mới làm ăn phát tài phát lộc ha chị. Dạ em cảm ơn chị. Đó thì quý anh chị và cô bác cũng đã nghe ý kiến của một chủ nhân của một căn nhà đã sở hữu về ở rồi. Thì quý anh chị ơi, đường xá rộng rãi thông thoáng như thế này thì quý anh chị còn chần chờ gì nữa ạ? À? Một khu vực pháp lý rõ ràng, đất thổ cư, nên quý anh chị an tâm ha. Khu vực chúng ta thì sẽ không có quy hoạch gì hết, nên là đất thổ cư đó nên mới quý anh chị mới xây nhà được. Chúng ta ở thì rất là hợp lý luôn, và đường điện, đường cống, rồi đường đường nước thì nói chung là nó rõ ràng hết trơn rồi. Thì chúng ta về chúng ta chỉ có việc dọn quần áo và ở thôi quý anh chị. Và mức giá tổng của căn dãy nhà này là 430 triệu, không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào. Thì quý anh chị hãy nhanh tay nhấc máy lên gọi ngay cho Lộc Nguyễn với số hotline phía trên màn hình ha, để chúng ta sớm đặt lịch đi xuống tham quan căn nhà này nha quý anh chị. 10 căn bán hết 3 căn rồi, chỉ còn 7 căn thôi. Thì quý anh chị hãy nhanh tay lên nha. Cuối video thì Lộc Nguyễn xin mến chúc cho tất cả quý anh chị và cô bác có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui trong cuộc sống và sớm sở hữu cho mình một cái bất động sản, một căn nhà ưng ý nha quý anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại ạ. À.